Bản tin xin được tiếp tục với các hoạt động Phật sự tại Thái Nguyên và Long An. Sáng qua ngày 8 tháng 4, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã họp thường kỳ triển khai các Phật sự về Đại lễ Phật đản, an cư kết hạ và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, Chư Tôn Đức đã thống nhất tổ chức Đại lễ Phật đản năm nay tại Chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 5 nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch. Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã tặng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Bộ Pháp bảo Tôn Kinh, Đại tạng Kinh Việt Nam do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam xuất bản và ấn hành. Trước đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng đã họp định kỳ nhằm tổng kết Phật sự tháng 2 năm Tân Sửu và triển khai những công tác thời gian tới. Tại đây, Chư Tôn Đức đã đóng góp nhiều ý kiến cho công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, an cư kết hạ, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội và sửa đổi hiến chương. Được biết, năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An dự kiến tổ chức lễ khai giảng và bế giảng khóa an cư kết hạ tại chùa Kim Cang, khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chính giáo hội tại văn phòng Ban trị sự tỉnh tại chùa Thiên Châu.